Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Hà TV. Vâng, nó mới vừa trời mưa chị ạ. Và dâu thì để ngoài trời và chắc chắn những cái chùm hoa mà sau những cái trận mưa thế này thì cái tỷ lệ mà đậu là khá như là thấp anh chị nhá. Đấy. Những cái quả thì đậu rồi và thì ok, nhưng cái hoa mà như thế này anh chị ạ, nó bị mưa. Nhìn nó rạp thế này thì rất là khó đậu nha anh chị nhá. Đấy, cho nên là chúng ta nếu như mà có điều kiện mà đưa dâu vào trong nhà kiểu như nhà lưới ấy, thì nó ok hơn. Và bây giờ thì Khánh Hân TV sẽ quay cho anh chị các bạn xem một chút rồi. Nó cũng được một ít dâu. Nói chung là bây giờ thì đang cuối mùa cho anh chị. Và giờ thì nó ít trái hơn. Và trái thì mùa này thì nó có kiểu là mưa chị nhá. Nó mưa cho nên là những cái quả mà nó ở dưới thì nó hay bị hỏng. Và đặc biệt thì cái dâu Uchinoka thì phải hái sớm đi, để chín quá là nó sẽ bị nó bị úng chứ. Những cái dâu New Zealand hôm vừa rồi Khánh TV mới vừa sang chậu nhỉ, sang chậu thì bây giờ nó đang trổ hoa, thì cho nó cái lượng đất nó lớn hơn một chút cho nó có lực. Hôm vừa rồi chậu bé quá. Thì cái dâu mà thường xuyên hôm vừa rồi thì có một bạn là gửi luôn một cái video cho Khánh Hân TV, hỏi là sao nó có trái chưa, thì sao nó lâu có trái. Thì mình thấy cái dâu nhà bạn thì có vẻ như là mới trồng anh chị ạ, mới trồng. Và đặc biệt là cái dâu thì nó cũng là thuần tự nhiên thôi, thì nếu cứ đến kỳ là nó ra trái, có thể là nó chưa đến độ thì chưa ra trái. Có thể thường thì bạn mới trồng thì bạn hơi nóng ruột, nhưng mà mình thì mình nghĩ thì đến độ là nó ra trái thôi, không phải vội. Và hai là mình thấy dâu nhà bạn thì khá là nhiều lá, và chúng ta nên tỉa bớt cho nó thưa đi, tỉa bớt cho nó thưa, kiểu nó thoáng cái cây đi á. Dâu Nhật Uchinoka có một số trái thì nó đã bị úng nước. Hana, những quả dâu Nhật Hana mặc dù là nó rất là bé, mùa này thì nó hơi cháy mùa, nhưng mà nói chung Hana thì được quả nào là chắc vào đấy chị ạ. Trời nó hơi vừa mưa nên là nó mới mưa. Đây, những cái quả này thì nó đã bị úng này. Đấy, quả này là hơi muộn ha. Nhìn cái chùm dâu rất là đẹp nhưng mà hái muộn là nó sẽ hỏng ngay. Đấy thì một số những cái một có những cái cũng có thế mạnh, nhưng có cái thì nó không được thuận cho lắm ấy chị ạ. Trời mưa mà, mưa thì dâu nó khó. Lúc thì nó ra trái xanh nhìn rất là đẹp. Đây chị ạ, bạn thấy này, đây nó rất là đẹp nhá. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy rất là đẹp, nhưng mà nó chín hơi chín hoắt là nó bị úng ngay. Những cái dâu thì rất là đẹp. Đây, rất xanh, rất mướt, rất đẹp. Mỗi tội thì cứ ra trái như thế này là bị úng rồi anh chị. Này, trời mưa thì phải nói là rất là có hại cho dâu tây luôn. Đây. Phải, nếu mà nói tan tác thì nghe thì hơi ấy, nhưng mà đúng thực sự là mưa xong thì ra nhìn vườn dâu nó trông là rất là gió nó giạt ra nhỉ. Đây, hoa cái dâu Nhật anh chị ạ, thì cái giống cũng rất là quan trọng, bởi vì có rất nhiều gốc dâu khi mà nó trổ hoa chị nhá, nó ra quả rất là đẹp, nhưng mà có những cái cây dâu thì nó cũng ra hoa đậu trái nhưng mà quả rất là xấu. Ví dụ như cái cây này chẳng hạn, nó cũng ở trong cái chậu này nhưng nó ra quả rất là xấu, nhưng mà có cái chậu mà bình thường thôi thì nó lại ra hoa, ra quả rất đều, rất đẹp. Đấy thì cũng giống là nó yếu tố cũng cực kỳ quan trọng ấy. Thì thế có thể thì trong quá trình trồng mà nếu như mình chọn lọc nó ra quả mấy lần mà kiểu như là nó ra quả đẹp, mình sẽ để lại, còn không thì mình sẽ ngắt đi, mình sẽ bỏ đi. Mình nhân giống những, tức là mình tìm những cái chậu mà đẹp mình nhân ra. Chứ trồng đại trà mà cái chất lượng nó kém thì cũng không hiệu quả lắm.
những cái chậu dâu New Zealand hôm nay nó đã đang tươi trở lại rồi đấy, tức là nó đã bén rễ, có nghĩa mình thay cái đất nhiều hơn một chút thì hôm nay nó đã bén lại và đang trổ hoa luôn. Đấy, thì những cái chậu dâu mà nó đang ở chậu nhỏ chúng ta đưa ra chậu lớn thì nó rất là nhanh cho anh chị nhá. Và một chút vậy thôi anh chị, nó mới mưa xong á, nó mới muỗi nên là quay một chút chia sẻ cùng anh chị và các bạn. Thì Khánh Hân TV xin dừng cái video ở đây, xin chúc anh chị và các bạn có một ngày vui vẻ nhá. Và đừng quên đăng ký để ủng hộ Khánh Hân TV, và anh chị các bạn có ý kiến thì cứ comment ở bên dưới rồi chúng ta cùng chia sẻ giao lưu học hỏi rồi cái chuyện trồng dâu tây. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại anh chị các bạn. Còn hôm nay thì cũng được một chút nhưng mà một số quả trời mưa gì nhá, nó thì quả trời mưa thì nó hỏng mất đó.